Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ cùng quý khách giải đáp câu hỏi: người tuổi Mão phù hợp với vật phẩm phong thủy may mắn nào? Người tuổi Mão sẽ tương ứng với những năm sau đây: Tân Mão 1954, Quý Mão 1963, Đinh Mão 1987 và Kỷ Mão 1999. Những gia chủ cầm tinh con mèo nên đeo hay trưng bày các vật phẩm phong thủy có hình con dê, con chó và con lợn với tác dụng hút sinh khí, may mắn và tài lộc vào nhà. Nếu đặt những đồ phong thủy này bên trong phòng khách hay phòng làm việc sẽ mang lại vận may trong công việc và làm ăn phát đạt. Hơn thế nữa, tuổi Mão còn thích hợp với các vật may mắn như nhẫn phong thủy bằng bạc. Linh vật phong thủy theo tuổi có màu xanh ngọc bích giúp sinh tiền tài và vượng tài lộc. Bên cạnh đó, tuổi Mão lại vô cùng khắc tinh với tuổi Dậu, cho nên cần tránh các linh vật có hình dáng con gà. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.